xưa đã tạc sinh thành. Địa khúc giao hòa, hội tụ muôn dân lòng thành dâng lên kính trời cao. Để non nước này chúng ta tiếp mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi trân trọng được chào mừng quý vị và các bạn đến tham dự chương trình lễ tuyên dương nông dân tiêu biểu xuất sắc, trao tặng danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông và giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam năm 2015 ngày hôm nay. Buổi lễ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, 14 tháng 11 năm 1945. 14 tháng 11 năm 2015 và đã được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Mỹ Lan, Lê Anh thay mặt ban tổ chức xin trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam là giải thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là tác giả của kết quả nghiên cứu khoa học, các loại giống cây trồng, vật nuôi, những phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích, hàng hóa tiêu dùng, vật tư, kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, các mô hình về tổ chức sản xuất phát triển nông thôn đã và đang có đóng góp lớn vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kính thưa quý vị, danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông là danh hiệu duy nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tặng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước có đóng góp trực tiếp vào việc phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty Net Media tổ chức. Tại lễ tôn vinh ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ trao bằng khen của Bộ trưởng cho 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc, trao tặng 100 bảng vàng vinh danh danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông cho 100 doanh nghiệp và trao 80 cúp vàng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam cho 80 tập thể cá nhân là tác giả của 88 sản phẩm. Và bây giờ cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu và chào mừng những vị đại biểu khách quý đã có mặt tham dự chương trình ngày hôm nay và cổ vũ cho chương trình của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đến dự sự kiện long trọng ngày hôm nay còn có sự hiện diện của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các tập thể cá nhân đoạt giải cùng đại diện của nhiều đơn vị tài trợ hỗ trợ chương trình này. Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng toàn thể quý vị tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên sân khấu phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Trước hết, cho phép tôi xin thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể các vị khách quý, các vị đại biểu đã về dự lễ tuyên dương nông dân tiêu biểu xuất sắc và trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam năm 2015. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong nhiều năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, phối hợp triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong quá trình đó, đã có rất nhiều những tấm gương điển hình, tiêu biểu, đặc biệt là những tấm gương nông dân cần cù, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, vươn lên, làm giàu chính đáng. Đóng góp vào quá trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp, doanh nhân, thành phần quan trọng trong các chuỗi giá trị nông nghiệp, cung ứng đầu vào và chế biến tiêu thụ nông sản. Nhiều doanh nghiệp đang đi đầu ứng dụng công nghệ cao, liên kết với nông dân để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đạt hiệu quả cao. Đóng góp vào quá trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn có sự đóng góp rất to lớn của các nhà khoa học, có nhiều phát minh, sáng chế, luôn sát cánh cùng bà con nông dân và các doanh nghiệp
trên đồng ruộng. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay trong chuỗi các hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 14 tháng 11 năm 1945, 14 tháng 11 năm 2015 và Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn long trọng tổ chức lễ tuyên dương 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc nhất đại diện cho hàng trăm ngàn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Tôn vinh 100 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp thiết thực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân, đặc biệt là thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Trao tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam cho 80 tập thể cá nhân là tác giả của 88 sản phẩm tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của bà con nông dân, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân được vinh danh ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp này, tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, bà con nông dân và khán giả xem truyền hình cả nước. Xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tổ chức buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Cao Đức Phát. Kính thưa quý vị, lễ tuyên dương nông dân tiêu biểu xuất sắc và trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam danh hiệu Doanh nghiệp vì Nhà Nông năm 2015 hôm nay đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Và sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu với sự kiện ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Phó Thủ tướng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay chúng ta rất vui mừng có mặt ở đây để dự lễ tuyên dương các nông dân tiêu biểu xuất sắc và trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì Nhà Nông, giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đúng vào dịp 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thay mặt cho đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi xin được thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và bà con nông dân cả nước. Xin được nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc, 80 tập thể cá nhân là tác giả của 88 sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và 100 doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao tặng ngày hôm nay. Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, sau 30 năm đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với cả nước, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đã có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông nghiệp đã và tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế và góp phần ổn định đời sống của nhân dân ngay cả trong những điều kiện, những thời điểm khó khăn nhất. Những thành tựu về sản xuất nông nghiệp đã đạt được trong suốt 10 năm qua là rất đáng tự hào. Sự đóng góp, công sức, trí tuệ của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, doanh nhân và đặc biệt là nông dân của cả nước chúng ta xứng đáng được tôn vinh, khen thưởng. Tôi đánh giá rất cao việc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vinh danh các tấm gương nông dân tiêu biểu xuất sắc và xét tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam cho các tập thể cá nhân có sản phẩm chất lượng cao và đặc biệt Bộ đã có sáng kiến trao tặng Doanh nghiệp vì Nhà Nông
cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Điều này một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đề cao và coi trọng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó những người nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý, vân vân, luôn là những chủ thể tạo ra sức mạnh và giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn. Và sức mạnh đấy sẽ được nhân lên nhiều lần nếu có sự liên kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa ngành sản xuất mà trực tiếp là những hộ nông dân với các doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà quản lý để tạo ra được chuỗi liên kết, nâng cao sức sản xuất, gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là xu hướng tất yếu để có thể tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đang đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức lớn khi ngày càng hội nhập sâu và rộng vào thị trường thế giới theo các hiệp định thương mại đã ký kết. Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, hiện nay cả nước ta đang chung sức xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chủ động phê duyệt các đề án tái cơ cấu các phân ngành nông nghiệp. Các địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành công, thì ngoài vai trò đặc biệt quan trọng của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực rất lớn, tự lực, chung sức, đồng lòng của bà con nông dân cả nước để có thể đạt được những mục tiêu quan trọng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, hôm nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vinh danh 63 gương nông dân trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam cho 80 tập thể và cá nhân và danh hiệu Doanh nghiệp Vì Nhà Nông cho 100 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc. Tôi mong muốn rằng các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, đóng góp xứng đáng vào nền nông nghiệp nước nhà. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có giải pháp hỗ trợ, chuyển giao, khẩn trương nhân rộng ra thực tiễn những mô hình, điển hình, sản phẩm tiêu biểu, cách làm sáng tạo vì sự nghiệp phát triển, nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Một lần nữa xin chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu, xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu và bà con nông dân cả nước những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một phóng sự giới thiệu khái quát về giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam và danh hiệu Doanh nghiệp Vì Nhà Nông. Lễ trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức vào một dịp hết sức đặc biệt. Đó là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Canh Nông, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Các giải thưởng được trao tặng lần này nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức, đơn vị có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn. Giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam lần thứ 2 có 80 tập thể cá nhân đạt giải và 63 nông dân tiêu biểu được nhận bằng khen. Số các cái tổ chức cá nhân để đăng ký cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Thứ hai là về cơ cấu sản phẩm đăng ký của các lĩnh vực thì nó cũng có thay đổi. Và đặc biệt là cái lần này thì xuất hiện nhiều những cái sản phẩm thuộc nhóm các cái mô hình tổ chức sản xuất, các cái quy trình kỹ thuật, các cái hình thức tổ chức sản xuất được đăng ký nhiều hơn. Đây thực sự cũng là một cái tín hiệu rất là tốt. Nó phù hợp với cái yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp là chúng ta phải tổ chức lại cái ngành sản xuất nông nghiệp, gắn kết giữa người sản xuất với các cái doanh nghiệp, với các nhà khoa học để mà tổ chức thành các cái hình thức tổ chức sản xuất nó phù hợp hơn để hỗ trợ cho nông dân một cách thiết thực hơn. Thì đấy là cái khác biệt rất lớn. Và năm nay, cái lần này thì cái số cái mô hình về tổ chức sản xuất mà được giải Bông Lúa Vàng nó nhiều hơn và ở hầu khắp các lĩnh vực
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng cũng đều có cả. Việc xét duyệt giải thưởng bông lúa vàng được thực hiện hết sức chặt chẽ, khách quan, công khai và minh bạch bởi hai hội đồng xét duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bông lúa vàng Việt Nam là giải thưởng dành cho từng sản phẩm cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp được tín nhiệm trên thị trường, căn cứ vào chất lượng, giá thành, tính đột phá của sản phẩm. Giải thưởng là niềm tự hào, là sự ghi nhận của ngành nông nghiệp với các sản phẩm của những doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Giải thưởng bông lúa vàng thì thứ nhất thì nó là một cái, thứ nhất là doanh nghiệp phải khẳng định nó là một cái trách nhiệm, nhìn từ cái giải thưởng đó thì là một trách nhiệm để làm sao mà duy trì được cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của sản phẩm. Cái thứ hai là giúp doanh nghiệp có thể là người tiêu dùng quảng bá tin tưởng khi sử dụng cái sản phẩm mà đạt chất lượng giải bông lúa vàng. Và đây cũng là một cái mà có thể nói rằng là các doanh nghiệp cần phải tiến tới và cần phải đạt được cái giải thưởng này để cho người tiêu dùng yên tâm. Đặc biệt, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, đây là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông cho 100 doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn. Đó là những doanh nghiệp luôn tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Đối với công ty cổ phần thực phẩm Hồng Giao thì cái mối liên kết giữa doanh nghiệp với nhà nông thì đã nhiều năm nay rất là bền chặt. Thì về phía doanh nghiệp chúng tôi có đã cam kết, thứ nhất là cam kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm mà đã đầu tư, và rất nhiều năm nay thì chưa một ý kiến gì về vấn đề về tiêu thụ cả. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có cái hỗ trợ về giống, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giao thông thủy lợi cho các vùng nguyên liệu, và cái mối liên kết này cũng tạo cho công ty có một cái vùng nguyên liệu ổn định cũng như là cái chất lượng sản phẩm ổn định. Đây là một trong những cái biện pháp, những cái hình thức để Bộ Nông nghiệp đánh giá và xác định cái vai trò của doanh nghiệp trong cái sản xuất nông nghiệp và ban hành cái danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông, là để khuyến khích và để tôn vinh, để ghi nhận, đánh giá cái vai trò của doanh nghiệp đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, và đối với cái sự hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay có khá nhiều giải thưởng của các bộ ngành, hiệp hội, tổ chức chính trị xã hội dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, bông lúa vàng là giải thưởng cao quý duy nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được định kỳ tổ chức 3 năm một lần, mỗi lần trao tặng tối đa 100 sản phẩm. Năm nay có một điểm mới là một doanh nghiệp có thể đạt cả giải thưởng bông lúa vàng và danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông. Còn có rất nhiều các cái giải thưởng, các danh hiệu khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì đó là của các tổ chức, của các cái cá nhân và thậm chí của các cái hội chợ, các cái sự kiện cũng được ban hành. Nhưng đối với Bộ Nông nghiệp thì đây là hai cái giải thưởng duy nhất, và đây là một cái sự ghi nhận chính thức của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp đối với các tổ chức cá nhân và đối với